phim Bóng tối của yêu tinh. Tập phim Tuyệt đối im lặng. Với việc đe dọa xâm lược của yêu tinh bóng tối luôn ở bên, các thần tiên phải tiếp tục huấn luyện các bảo vệ của họ. Tương lai của Meadowlands phụ thuộc vào họ và Salmasis, tinh thần của giếng thiêng liêng. Khi Salmasis biến mất và một linh hồn khác xuất hiện, Rowan trở thành kẻ bị nghi ngờ. Các bảo vệ trẻ đang mài giũa những kỹ năng cần thiết để bảo vệ ngôi làng khỏi bóng tối của yêu tinh. Được rồi, những bảo vệ nhỏ, điểm danh. Tại sao không có cái tên nào vậy? Đây là một cuộc hành quân bí mật, bố Atticus. À, được rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa? Lên đường thôi, cuối cùng cũng được đi. Bây giờ đây là một phần rất quan trọng trong quá trình đào tạo, và tôi muốn nói rõ các quy tắc trước khi chúng ta bắt đầu. Học được kỹ năng theo dõi mục tiêu tốt là một việc nghiêm túc và cũng rất vui nữa. Ở trong cái nóng này ư? Tốt hơn hết là vậy, một trong các bạn sẽ đi vào rừng, số còn lại sẽ đợi 10 phút trước khi đi theo. Các bạn đều đã biết những quy tắc: giữ ở tốc độ chậm nhất và không bay. Và người bị truy đuổi lần này sẽ là Clover. Được thôi. Vậy đấy, chúng ta phải chịu thôi. Hẹn gặp lại sau, những kẻ chậm chạp. Cậu ấy thật quá ngạo mạn. Còn hơn thế nữa đấy, đi thôi mọi người. Lần này chúng ta sẽ bắt được cậu ấy. Chị sẽ cần phải hỏi bà Phala để lấy băng cứu thương và nẹp gỗ, đúng không? Bà Phala đâu rồi? Sao bà ấy không đến đây để theo dõi chúng ta nhỉ? Bà ấy đang ở giếng nói chuyện với Salmasis. Có việc gì nghiêm trọng sao? Chị không nghĩ vậy. Chị không thể thấy bất kỳ mối nguy hiểm nào đang đe dọa mấy ngày nay. Vâng, họ đã đi cả rồi. Và bà đoán xem, người bị truy đuổi là Clover. Bà phải nhìn thấy khuôn mặt của Fern lúc... Bà Phala, có chuyện gì vậy? Charlie, Salmasis đã đi rồi. Đi ư? Ý bà là sao? Cái giếng đã hoàn toàn cạn hết nước. Người đã gọi bà tới đây để nói rằng người không thể ở lại đây thêm được nữa. Người phải đi xuống vùng nước sâu hơn. Sau đó, người đã dần biến mất. Nhưng người sẽ quay lại chứ? Những lời cuối cùng của người gửi lại là: khi dòng nước ở đây tuôn chảy một lần nữa, ta sẽ trở lại. Nhưng như thế phải mất vài tuần hoặc vài tháng. Charlie, đừng nói với ai về chuyện này. Ta phải thảo luận với hội đồng. Nhưng ta e rằng cháu nói đúng. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi. Mình phải tìm cách để họ mất dấu. Hoàn hảo. Như vậy sẽ đánh lừa được họ. Còn bây giờ, mình nên đi đâu đây? Atticus nói không được phép bay. Nhưng ông ấy không nói mình không được phép rời khỏi mặt đất. Đó là dấu chân của cô ấy ở phía sau cây gỗ su lớn. Tại sao chúng ta lại đi đường này? Bởi vì Clover rất khôn ngoan. Nếu dấu chân của cậu ấy hướng về phía tây, có nghĩa là cậu ta sẽ đi về hướng đông. Nhưng cũng có thể cậu ấy biết cậu sẽ tìm ra điều đó, vì vậy cậu ấy vẫn có thể đi về phía tây. Này nhìn xem, có phải nhiều dấu chân hơn nữa kìa. Được rồi Mary, đó chính là cậu ấy. Đi thôi. Các cậu có nghĩ là cậu ấy đi qua đây không? Cũng có thể. Nhớ lần gần đây nhất không? Cậu ấy trốn trong bụi cây gai. Ừ, và mình đã phải nhổ gai khỏi người mất mấy ngày. Cậu biết đấy, cậu ấy sẽ là một bảo vệ tuyệt vời, giống như mình vậy. Thực sự không còn gì cả. Đây là điều mà tôi chưa từng nghe thấy. Ý ông có nghĩa là tinh thần tuyệt vời đã bỏ rơi chúng ta? Không. Người không thể ở lại mà không có nước. Đó là tất cả. Khi cái giếng đầy nước, người sẽ quay lại. Càng ít người biết về chuyện này thì càng tốt. Nên đừng nói với ai cả. Dù cho bất kỳ điều gì xảy ra, Khan cũng không được phép biết về chuyện này. Cô ta đã thực sự rời bỏ cái giếng đó sao? Làm thế nào để bọn ta biết đây không phải là một trò lừa đảo? Tôi đảm bảo với ngài, chúa tể của tôi, đó không phải là một trò lừa đảo. Họ đang rối tung lên và bay vòng quanh như những con ruồi trong một cái lọ. Đây là cơ hội hoàn hảo để cảm ơn Faden. Khi ta muốn gợi ý về chiến lược, ta chắc chắn sẽ cho gọi họ. Vậy ngài sẽ làm gì? Búa rắn đã sáng chế ra một thứ gì đó. Ta nghĩ ông ấy rất muốn thử nghiệm nó. Có ai không?
Không có ai cả. Đây có phải là điều tốt nhất mà các cậu có thể làm? Ồ, mình phải xuống thôi. Đoán xem mình sẽ đánh bại họ. Đó là gì vậy? Chúng ta đã tìm kiếm khắp mọi nơi. Mình đã nói cậu ấy rất khôn ngoan mà. Cậu ấy có lẽ đang trốn ở trong một hốc cây ở đâu đó và cười sung sướng. Nhưng những cậu ấy đang bị thương thì sao? Mình không bao giờ nghĩ vậy. Mình sẽ quay lại và nhìn lần nữa xem. Này, người màu xanh ấy là ai vậy? Clover, cậu ấy bị thương à? Ông Atticus, anh ấy đã cứu cháu ạ. Cứu ư? Từ đâu vậy? Lời cảm ơn của chúng tôi đến cậu, người lạ mặt. Anh đã tìm thấy cô bé ở đâu vậy? Tôi là Atticus. Rất vui nếu anh ở lại đây với chúng tôi. Ý tôi là nếu anh không có nơi nào khác để đi. Vậy chúng tôi nên gọi anh là gì? Ồ, anh ấy không thể nói được. Tôi xin lỗi. Ý tôi là chúng ta nên gọi anh ấy là Leaf. Leaf. Vâng, Leaf. Một cốc cà phê quả sồi nóng thì sao? Hôm nay là một ngày dài rồi. Mình không chắc ta nên tin người này. Tại sao không? Clover nói rằng anh ta đã cứu cậu ấy. Từ khi nào Clover lại cần phải cứu ai đó? Mình nghĩ anh ta đã làm gì đó phần ạ. Giữ cho đôi mắt của cậu tỉnh táo đi. Màu xanh lá cây toàn bộ cơ thể ư? Thật kỳ lạ. Cậu ta chắc hẳn phải là một thần rừng. Thần rừng ư? Đó là gì vậy ạ? Họ là linh hồn của cây sồi. Đã từng có một bụi cây thiêng liêng ở trong rừng. Nhưng đó là chuyện của 100 năm trước. Giờ thì ta không tìm thấy nó nữa. Vâng, kể cả cậu ta là ai đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải chào đón cậu ấy. Tôi chỉ ước cậu ấy đến vào một thời điểm hạnh phúc hơn. Không có tin tức gì mới về cái giếng à? Không, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Và có lẽ sự xuất hiện mới mẻ này sẽ khiến tâm trí của chúng ta tạm thời bỏ qua vấn đề ấy. Cậu ấy đã có chỗ nào để ở chưa? À vâng, anh ấy có nhiều sự lựa chọn mà. Và đây là nhà của tôi. Còn đó là phòng của tôi. Và đó là nơi mà Mary, người bạn của tôi đang sống. Anh có sống ở trên cây không, Leaf? Và anh sống một mình à? Ý tôi là anh biết đấy, không có bố và mẹ. Ôi nhìn kìa, đó là trường học. Chúng tôi có rất nhiều niềm vui ở đó. Chào Clover, đây có phải là vị khách mới của chúng ta không? Cậu không thực sự muốn cho anh ta xem trường học đúng không? Tại sao em không mang anh ấy đến chỗ của bọn chị? Bọn chị có rất nhiều loại rượu trái cây nổi tiếng. Anh ấy không thích uống rượu trái cây đâu. Bọn chị sẽ cho anh ấy thử những trái dưa lê. Mọi người đều mong mỏi được gặp anh. Chúng ta có thể có một bữa tiệc. Tôi đang theo dõi anh đấy, quý ông Leaf. Được rồi, bảo vệ. Biết mình phải làm gì rồi đấy. Chỉ chặt những cây gỗ chết, nhớ đấy. Tôi hy vọng cậu sẽ không cảm thấy tất cả điều này nhàm chán đấy bạn. Nó là công việc thường ngày, nhưng cần thiết, cậu biết đấy. Bây giờ là cái này. Ta không thể làm gì nhiều. Tôi sợ là vậy. Hạn hán dường như đã tác động nghiêm trọng đến nó. Cậu giữ nó một lúc, còn tôi sẽ hỗ trợ. Giờ thì nó thật là... Hãy tiếp tục với những cây đậu tây ở đó đi. Không, vẫn không có dấu hiệu gì. Chúng tôi vẫn an toàn trừ khi có mưa đến đột ngột. Tốt lắm. Mẹ sẽ sẵn sàng tấn công trong bao lâu nữa? Nhà pháp minh đại tài, ta tin là chúng ta có thể bắt đầu kế hoạch vào ngày mai chứ. Mọi thứ vẫn ổn, thưa chúa tể. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, tuyệt vời. Tiếp tục đi. Thật khó tin là toàn bộ những thứ này sẽ được mang tới ngôi làng vào ngày mai. Những ý tưởng tuyệt vời đều đơn giản. Đó có lẽ là lý do tại sao ta lại lợi dụng rất nhiều những kẻ ngu ngốc. There
Không còn gì nhiều ở đây đúng không ạ? Khô cạn hết cả rồi. Ta sẽ cho một ít kim cương vào, vài cây me chua phong nha. Cảm ơn Leaf. Ta đã bỏ lỡ thứ đó. Bạc hà luôn là thứ cháu yêu thích. Cảm ơn Leaf. Cậu có nghĩ rằng mình có thể tìm thấy cho tôi một ly nước chanh ở dưới đó không? Mình trước mà, đến lượt mình. Làm đi. 1, 2, 3. Geronimo. Ồ, Fern. Không tệ cho vị trí đầu tiên. Tiếp theo là mình. Cháu không biết làm thế nào mà anh ta làm được như vậy. Bất cứ nơi nào anh ta đi qua, các loại thảo mộc dường như đã hồi sinh. Chúng ta có lượng thảo mộc cần thiết đủ cho một tháng ở đây rồi. Cậu hãy giữ chiếc túi đó vì cậu xứng đáng với nó. Ổn rồi, Leaf. Chúng chỉ đang nô đùa thôi. Cho đó gọi là những chú diều hâu. Này, anh ta làm gì vậy? Này, cẩn thận, Leaf. Anh ta làm vậy là có mục đích đấy. Leaf, đó chỉ là bùn khô thôi. Cậu có vẻ hào hứng về dòng suối khô cạn này. Có lẽ ở nơi anh ta sinh ra không có chúng. Leaf, anh ổn không? Có chuyện gì vậy? Anh ta đang dự tính làm gì đó. Đến giờ ăn tối rồi, em làm gì ở đây vậy? Em đang theo dõi quý ông màu xanh ấy. Anh ta đang rình mò quanh chúng ta. Anh ta đang toàn tính làm gì đó. Em biết là vậy. Gì thế? Em nhớ không? Anh ta đã cứu Clover. Em biết mà. Cậu ấy nói mình bị đập đầu. Và điều duy nhất tiếp theo là cậu ấy biết là anh ta đang đưa cậu ấy trở về làng. Vậy thì làm thế nào anh ta biết được cậu ấy đến từ ngôi làng nào? Ồ, chị hiểu rồi. Điều này là bởi vì Clover và Leaf đã rất thân với nhau. Điều đó chẳng liên quan gì ở đây cả. Bảo vệ nhí không được phép thiên vị cá nhân nào. Đúng vậy, chị quên mất. Anh ta muốn làm gì với mấy cái lá đó vậy? Mình biết mà, anh ta là một gián điệp của yêu tinh. Nếu chúng ta đào một kênh ở đây, chúng ta có thể dẫn ra một dòng nước từ suối. Không phải rất khó khăn sao? Đúng vậy, đúng vậy. Cháu biết rồi. Tick, tên màu xanh là gián điệp của yêu tinh. Cháu đã nhìn thấy anh ta, Rowan. Nghĩ xem cháu đang nói gì kìa. Đó là sự thật. Cháu đã nhìn thấy anh ta bay đến thành cổ. Ro, điều đó không chứng minh. Và trước đó anh ta đã rình mò xung quanh cái giếng thiêng liêng. Anh ta tìm kiếm gì ở dưới đó? Hãy hỏi Talia, chị ấy cũng đã ở đó. Tali. À, vâng. Con đã gặp Rowan ở giếng chiều nay và thằng bé nói Leaf đã ở đó. Nhưng ta không thể nghĩ. Bố không biết, Tali, nếu cậu ta thực sự đã tìm kiếm gì đó dưới giếng và sau đó bay thẳng đến thành cổ, thì... Nhưng tại sao cậu ta phải làm những điều đó? Ta có thể hỏi thẳng cậu ta. Cậu ta đây này. Leaf, anh đã từng đến thành cổ của yêu tinh chưa? Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng cậu ấy đang cố gắng nói với chúng ta điều gì đó. Mendel, ông có thể... Leaf, tôi xin lỗi phải làm điều này chỉ vì sự nghi ngờ, nhưng tôi thực sự không có lựa chọn nào khác. Bắt lấy cậu ta. Mendel, thật điên rồ. Không, đó là tự vệ. Cậu ta có thể đã phản bội chúng ta và về phe yêu tinh. Nhưng làm thế nào anh có thể nói với yêu tinh bất cứ điều gì được cơ chứ? Anh ấy không biết nói mà. Bố xin lỗi Charlie. Thực sự bố không muốn. Nhưng Mendel nói đúng. Chúng ta không còn cơ hội nào khác. Chúng ta phải đưa cậu ấy vào trong phòng giam cho đến khi mọi việc sáng tỏ. Không, ông không nên giam giữ những đứa trẻ có hành vi không tốt. Ông nên đưa cậu ấy về trường học. Talia và tôi đảm bảo cậu ấy sẽ cư xử tốt hơn. Rất tốt, trường học cũng được. Nhưng phải có ai đó luôn theo dõi cậu ta. Hãy chờ đợi Atticus.
Chiều nay, chỉ huy Damon sẽ dẫn đầu cuộc tấn công quyết định tiến thẳng đến cây giếng thiêng của các nàng tiên. Giếng ư, thưa Chúa Tể, hạn hán đã khiến người giám hộ tinh thần của các nàng tiên phải rời đi. Lúc này, chúng đang không có ai bảo vệ. Công việc của ngươi là biến tình trạng này trở thành vĩnh viễn. Nhưng làm thế nào với thứ này? Vô Sân đã chế tạo được 20 thiết bị bay này. Ta đã nghe được đêm qua Vô Sân đã tạo ra thứ vũ khí mới. Tôi gọi nó là đông cứng nhanh chóng, có đủ để cắm vào giếng 2 lần. Ta đổ thứ này vào và nó cứng lại trong khoảng 10 giây. Mỗi thiết bị bay của chúng ta sẽ mang theo một trong số chúng. Người sẽ nhảy ra từ những cái cây ngay bên ngoài ngôi làng và lướt qua giếng, xuống thấp, thả chất làm cứng nhanh và rồi phân tán. Boom! Và không còn cái giếng nào nữa. Hiểu chưa, chỉ huy? Thần đã hiểu, thưa Chúa Tể, tốt lắm. Ngăn chặn cái giếng đó, tôi đã được chuyển giao cho quân đoàn ống nước ưu tú. Leaf, tôi rất xin lỗi vì tất cả. Có một trường hợp khẩn cấp vào lúc này và nó khiến mọi người thực sự sợ hãi. Anh đang chỉ cho tôi điều gì vậy? Khu rừng ư? Không. Cái giếng ư? Cái giếng thiêng của chúng tôi. Anh biết điều gì đó về nó? Ồ, nếu có một cách nào đó giúp anh có thể nói. Đợi một chút. Đây, anh có thể vẽ ra những gì mình muốn nói. Như thế này đây. Được rồi, một người không có cánh. Một yêu tinh à? Được rồi, một yêu tinh. Và cánh bay, đang cầm thứ gì đó. Xin lỗi Leaf, tôi vẫn không hiểu. Tôi cảm thấy mình thật là ngu ngốc. Tôi ước mình có thể hiểu anh. Leaf, anh đang... Tôi lớn lên trong một khu rừng thiêng liêng, cùng với một gia đình yêu thương. Tôi chơi với người anh lớn của mình. Anh ấy luôn chăm sóc tôi. Nhưng thời tiết đã thay đổi, trở nên lạnh giá hơn và không có thức ăn. Gia đình tôi không thể chờ thêm nữa và chúng tôi phải rời đi. Nhưng tôi đã bị lạc trong bão tuyết khi đang cố tìm kiếm thức ăn. Tôi đã bị bỏ lại một mình. Vì vậy, tôi quyết định ngủ đông bằng cách sử dụng những cây để bảo vệ tôi trong giấc ngủ sâu. Olip, tôi rất xin lỗi. Và anh vẫn cứ như vậy cho đến khi Clover đánh thức anh. Ồ, yêu tinh bay. Bay? Anh biết về điều này. Anh có kế hoạch để giúp đỡ chúng tôi không? Nhanh nào, nói cho tôi biết tôi có thể làm gì. Hãy chờ đợi cho đến khi chúng ở trên không trước khi bắn. Nếu không làm được, đội quân của tôi sẽ tấn công trên không. Sẵn sàng chưa? Bắn. Bắn. Được rồi, mọi người, quăng lưới. Ôi, nó bị gì rồi? Talia, cháu phải rời khỏi đây ngay lập tức. Những tên yêu tinh đang... Cháu thả cậu ta ra, tại sao vậy? Chúng ta phải tin anh ấy. Anh ấy sẽ giúp đỡ chúng ta. Cầu xin Thánh Thần giúp đỡ tất cả. Yêu tinh, chúng đến rồi. Với sự trân trọng của tôi, túi đã sẵn sàng. Gì vậy? Chúng ta thắng rồi. Ông Manel, chúng ta thắng rồi. Đúng vậy, sao có thể chứ? Có ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Đó là Leaf, anh ấy đã cứu chúng ta. Leaf, anh thật tuyệt vời.
cái giếng đã an toàn. Anh có thể không bỏ cậu ta lại, nhìn xem mặt thật của cậu ta vẫn đang hoạt động. Những người như Leap là linh hồn của trái đất. Họ có thể làm phép thuật với mọi thứ. Nhưng để làm ra phép thuật này, anh ấy cần một lá từ mọi loài cây trong rừng. Còn cái giếng thì sao? Anh ấy có thể làm phép thuật với giếng nước không? Không, đó là cây cối. Anh ấy đã tìm thấy một hồ sơn dưới lòng đất và làm cho dễ thay đổi quá trình của nó. Nhưng ta vẫn không hiểu làm thế nào mà cậu ấy biết yêu tinh đang lên kế hoạch xâm lược. Ồ, Leap có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Chắc anh ấy đã nhìn thấy một người biết kế hoạch đó. Có lẽ có một yêu tinh xung quanh làng và anh ấy... Nhìn kìa mọi người, cái giếng. Ôi, tốt rồi. Samesis, người không biết là chúng con đã vui mừng thế nào khi nhìn thấy người đâu. Thật tốt khi được quay trở lại. Tinh thần vĩ đại, tất cả chúng con đều nợ người thanh niên này. Ta biết, quả là một chặng đường dài từ nhà của con. Bố mẹ của con hẳn sẽ rất vui mừng khi nghe tin con còn sống. Con muốn quay trở về với họ chứ? Họ đang trên đường tới đây. Cảm ơn con, Leap, cho tất cả những gì con đã làm. Tôi xin lỗi, Leap. Thật sự tôi đã sai. Tôi nghĩ anh là gián điệp. Và thật ra tất cả chỉ là anh đã cố giúp chúng tôi. Được rồi mà. Đến thăm tôi khi có thể nhé. Chắc chắn rồi. Và một ngày nào đó. Tạm biệt, Leap.